một người khôn và một người liều. Nếu mà hai người bước ra kinh doanh thì người nào sẽ thắng, người nào sẽ thành công hơn? Một câu hỏi đã được hỏi Phương, mà không phải chỉ hỏi Phương mà hỏi những cái người mà đã được tỷ này tỷ nọ đô la rồi đó. Thì tất cả mọi người trả lời, những công ty lớn trả lời là người liều nó lúc nào cũng thắng hết. Và tại sao? Mình sẽ trả lời câu đó cho bạn. Mình tên là Dan, tiếng Việt, tiếng Anh là Dan, tiếng Việt là Phương, Nguyễn Đức Phương, đến từ Sky Consulting. Mà mình sẽ trả lời cái câu đó cho bạn. Cái người khôn hay là cái người liều sẽ là người thành công trong kinh doanh? Cái người khôn đó bạn, nó tính toán sâu xa lắm. Mỗi lần mà nó đi một cái con đường, một cái bước chân kế tiếp thôi, trong cái việc làm ăn, nó tính sâu xa quá. Tính sâu xa quá mà nó tốn rất là nhiều thời gian để tính toán. Nó tốn rất là nhiều thời gian để tính toán. Và không, mà cái thời gian mà nó để tốn để tính toán á, cái lười liều á, người ta thấy một cái cơ hội đó, có thể làm ra được cái này, người ta khỏi tính toán, người ta thấy cái cơ hội đó, người ta bước, người ta đi. Người ta có thể đi trước khi người ta đi trước khi người ta nghĩ nữa. Mà bởi tại sao? Để có những cái câu hỏi là nói là những cái câu văn chương mình hay nói là thà chậm bước, đúng không? Nhưng mà cái thế hệ này á, bạn đi chậm á, người ta đi trước bạn rồi, người ta làm trước bạn rồi, người ta làm thành công hơn bạn rồi. Cái người liều lúc nào cũng thành công hơn. Cái thằng Apple, một cái công ty lớn nhất thế giới ngay bây giờ, Apple, điện thoại iPhone, đúng không? Lúc nó mới thành lập đó, nó đem ra một cái hội trường, nó bán một cái PC cho bạn á, một cái máy tính cho bạn á. Lúc nó bán cái máy tính đó, cái máy tính nó không sử dụng được. Lúc nó bán cái phần mềm đó, cái phần mềm nó không sử dụng được, nhưng mà nó vẫn đem cái máy tính đó, nó ra nó trưng bày để nó nói, ồ cái này chơi được, cái này cầm cái mouse rồi đó. Nên hồi đó bạn có biết không, là hồi đó nó chỉ gắn vô một cái mouse, một cái chuột đó, nó quẹt vậy thôi, rồi vậy mà nó bán. Nếu mà Steve Jobs á, không có liều á, thì ngay bây giờ chưa có Apple đâu, không có iPhone mà cũng có không có cái đồng hồ, rồi không có tai nghe, không có mấy cái đó đâu bạn nha. Những công ty nắm đầu thế giới là những công ty, những cái người lãnh đạo là rất là liều, rất là liều. Bạn cứ suy nghĩ đi, bạn cứ đi vô lịch sử bạn coi thì phải không. Còn mà cái người mà khôn á, đúng không, cái người khôn tính toán kỹ càng lắm. Nhưng mà kỹ càng á, bạn cứ tính đi, bây giờ là tôi đi hướng này thì nó có thể lệch, nó sai, nó không đúng, nó ngược đường, tao sẽ thất bại, tao sẽ mất tiền, tao sẽ mất củ, tao sẽ mất thời gian, rồi sao? Họ sẽ không bao giờ bước ra để đi. Không bao giờ bước ra để đi. Thì với cái kinh doanh của bạn, bạn cứ liều đi, bạn cứ té đi, rồi bạn cứ đứng lên đi, rồi bạn cứ đi tiếp đi. Bạn có thấy một đứa trẻ nào mà lúc mà nó bò, nó đứng lên nó đi, nó té, rồi nó cứ bò hoài không, nó không bao giờ đứng lên nó đi không? Bạn chỉ cho mình một đứa bé, có đứa nào nó chỉ có bò không thôi mà nó không đứng lên nó đi không? Thì kinh doanh nó cũng vậy. Bạn cứ ráng té nhiều đi, cứ ráng liều lĩnh hơn đi. Những cái gì người cha chưa làm mình làm trước đi. Không chỉ học hỏi ở đây, học hỏi ở thế giới bên kia. Người ta đi trước mình 50 năm, 30 năm, 50 năm, học mấy cái đó mà đem về mà sử dụng. Còn mình khôn hơn nữa, làm còn hơn mấy cái thằng mà nó đang đi trước mình 3, 4, 50 năm nữa, thì cái đó mới là thành công. Có bao giờ mà có một cái người nào mà gần chết á, người ta nói, ôi tao tiếc là tao làm cái này, tao tiếc là tao làm hết tất cả mọi cái này. Không,
Chỉ có cái câu có cái này thôi nè, là người ta gần chết rồi đó. Người ta sẽ nói tại sao tao không làm những cái mà tao mong muốn. Cái câu đó rất là quen thuộc với những người gần chết. Tại sao tao không mở lời với cái cô kia? Tại sao tôi thương người ta mà tôi không mở lời? Tại sao tôi không mở cái công ty kia mà tôi cứ âm thầm làm một ngày 8 tiếng, 12 tiếng cho ông chủ này? Tại sao? Tại sao tôi không đi theo cái ý tưởng của tôi và cái đam mê của tôi, mà tại sao tôi chỉ đi theo cái con đường ông Bác Hồ dẫn thôi? Thì bạn phải suy nghĩ lại. Thì đi ngược lại vấn đề. Liều lúc nào cũng thắng khôn hết đó. Cho một ví dụ khác, nếu bạn đi bơi, bạn nghĩ người nào sẽ bơi giỏi hơn và nhanh hơn? Cái thằng liều hay là cái thằng khôn? Cái thằng khôn nó lên máy tính, nó học hết những cái cách bơi bướm, bơi cá, bơi lông tông. Rồi cuối cùng nó có biết bơi không? Rồi cái thằng liều sao? Nó ra thấy nước nhảy cái đầm xuống, đúng không? Lặn chút xíu, quạt lên, rồi nó biết bơi. Có nghĩa là vậy. Kinh doanh nó cũng thật thế. Nghe, cố gắng, cứ ra mà bơi, cứ ra mà lội là từ từ biết bơi. Nghe, tự nó biết bơi à bạn. Lúc bạn vô cái chỗ mà khó khăn nhất trong cuộc đời bạn, cái đó là nó mới là chứng tỏ bạn là ai. Lúc mà thời tiết nó bình hòa, kinh doanh nó tốt, you know, thị trường tốt, bán ai cũng bán được hàng hết, thì cái đó là quá bình thường rồi. Nhưng mà để mà chứng tỏ mình là ai, để biết mình là ai, là lúc nó là giống như cái ngay bây giờ nè bạn, là sau cái Covid-19 này nè, đó là mọi người nó đều ngáp hết á. Thì ngay bây giờ bạn có thể chứng tỏ bạn là ai trong xã hội này, bạn là ai trong cái việc kinh doanh này, bạn là con cá lông tông hay là bạn là con cá mập, một ví dụ khác đơn giản vậy thôi. Bạn phải chính hiểu mình là ai. Lúc mà khó khăn nhất mình mới biết mình là ai. Nó là vậy thôi. Mình tên là Daniel, tới từ Sky Consulting. Nếu bạn thích những bài mình chia sẻ, ấn vô cái link ở dưới, nó sẽ dẫn bạn tới cái trang web của mình. Và trang web của mình sẽ chia sẻ hết những gì trong đây cho mọi người. Mình có 22 năm kinh nghiệm trên kinh doanh tại Mỹ. Mình kinh doanh tới mức độ mình lấy hết thị trường bán đồ gỗ ở Cali luôn nghe. Thì mình cái này để mình chia sẻ cho mọi người, để mọi người có thể kinh doanh tốt hơn, có thể bán mặt hàng tốt hơn, để có thể quảng cáo tốt hơn, phục vụ tốt hơn, làm sao upsell tốt hơn, bán thêm. Hôm nay bạn bán cái ly, mai bạn bán cái cám trà, mốt bạn bán cái ly trà, cái bị trà, thì bệ mình sẽ có chiến lược dạy, chia sẻ cho bạn chứ không dạy, chia sẻ cho bạn các bạn để cái con đường thành công của bạn có thể tốt hơn và nhanh hơn. Nếu bạn thích những gì mình chia sẻ, giúp mình like nó, share nó đến mà chia sẻ với những người khác, nha, những người thân thương của bạn. Và không chỉ vậy, subscribe to cái channel của mình để có những bài tốt hơn nữa mình sẽ đẩy ra ngoài thị trường. Cái thứ hai nữa, nếu mà bạn giúp Phương ngồi đây Phương nói vậy, cái này là trong đầu Phương thôi, nhưng mà nếu bạn có những cái câu hỏi về kinh doanh của chính bạn ngay bây giờ, bạn có thể ghi ở dưới, Phương đọc nó, Phương sẽ đọc nó, đúng không? Và Phương sẽ trả lời cho bạn trực tiếp với bạn luôn nha. Phương sẽ trả lời những cái gì Phương chia sẻ với bạn đều có sự kiểm duyệt, chứ không phải chia sẻ khống. Phương sẽ nói nhá, bạn nên làm cái này 3 tháng hay là sau đó 6 tháng hay là sau đó ok, là kiểm duyệt như thế nào, cho thử nó có tốt hay không. Phương có thể Phương bày cho bạn 3 cái kinh doanh, 3 cách quảng cáo, 5 cách quảng cáo, 3 cách phục vụ, 2 cách đem lại khách hàng cũ, làm sao bán được mặt hàng cũ, đúng không? Rồi Phương sẽ cho thời gian bạn kiểm duyệt nó, có thể là hàng tuần, hàng ngày. Rồi sau một thời gian, bạn có thể tới lại với Phương và chia sẻ những cái gì bạn học được từ Phương. Hay là có thể là Phương học được từ bạn nếu bạn còn làm không được những việc đó. Đơn giản là vậy. Thì giúp Phương ghi những cái câu đó nha, để Phương có thể có topic, có cái nội dung để Phương có thể giúp bạn trên cái con đường thành công của bạn.
thôi. Hôm nay Phương chào mọi người.